À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Xin chào tất cả các em. Cô là giáo viên của trang web vietjet.com. Cô rất vui được đồng hành cùng với các em nghiên cứu chương trình lịch sử và địa lý lớp 6, phân môn lịch sử của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài 6, sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy. Đầu tiên, cô hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong mục 1, sự phát hiện ra kim loại và bước tiến của xã hội nguyên thủy. Trong mục này, có 3 yêu cầu cần chúng ta tìm hiểu. Yêu cầu số 1, nêu quá trình con người phát hiện ra kim loại. Yêu cầu số 2, hãy chỉ ra những thay đổi trong đời sống xã hội khi công cụ bằng kim loại xuất hiện. Yêu cầu số 3, vì sao xã hội nguyên thủy ở các nước phương Đông phân hóa nhưng không triệt để? Với yêu cầu số 1, cô hướng dẫn các em trả lời như sau. Vào khoảng thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên, người nguyên thủy đã phát hiện ra một loại nguyên liệu mới để chế tạo công cụ và vũ khí thay thế đồ đá, đó chính là kim loại. Cụ thể, vào khoảng 3.500 năm trước công nguyên, người Tây Á và Ai Cập đã biết dùng đồng đỏ. Khoảng 2.000 năm trước công nguyên, cư dân nhiều nơi biết dùng đồng thau. Và khoảng cuối thiên niên kỷ 2, đầu thiên niên kỷ 1 trước công nguyên, con người đã biết đến và chế tạo các công cụ bằng sắt. Chuyển sang yêu cầu số 2, khi công cụ bằng kim loại xuất hiện đã dẫn đến những thay đổi lớn trong đời sống xã hội. Cụ thể, đó là trong thị tộc, người đàn ông có vai trò ngày càng lớn và trở thành chủ gia đình, con cái lấy họ cha. Các gia đình phụ hệ xuất hiện, thay thế cho các gia đình mẫu hệ trước đó. Thứ hai, đó là cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều của cải dư thừa, một số người đã chiếm hữu nó thành của riêng, xã hội dần có sự phân hóa giàu nghèo và từ đây xã hội nguyên thủy dần dần tan rã. Chuyển sang yêu cầu số 3, xã hội nguyên thủy ở các nước phương Đông phân hóa nhưng không triệt để vì ở phương Đông như Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, do sinh sống ven các con sông lớn, cư dân phải liên kết với nhau trong các cộng đồng vốn là các công xã thị tộc để làm thủy lợi và chống ngoại xâm. Thứ hai, đó là tính liên kết cộng đồng và nhiều tập tục của xã hội nguyên thủy vẫn còn tiếp tục được bảo lưu. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang tìm hiểu các câu hỏi trong mục 2. Sự tan rã của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam. Trong mục này cũng có 2 yêu cầu cần chúng ta tìm hiểu. Yêu cầu số 1, thời đại đồ đồng ở Việt Nam đã trải qua những nền văn hóa khảo cổ nào? Đời sống kinh tế, xã hội của cư dân có những biến đổi gì? Yêu cầu số 2, quan sát hình 4, hãy kể tên một số công cụ, vũ khí được tìm thấy tại nền văn hóa Gò Muôn. Với yêu cầu số 1, có 2 ý cần chúng ta tìm hiểu. Thứ nhất, đó là xác định các nền văn hóa khảo cổ thuộc thời đại đồ đồng ở Việt Nam. Đó là khoảng 2.000 năm trước công nguyên, xuất hiện nền văn hóa Phùng Nguyên ở khu vực Bắc Bộ Việt Nam ngày nay. Khoảng 1.500 năm trước công nguyên, xuất hiện nền văn hóa Đồng Đậu ở khu vực Bắc Bộ, nền văn hóa Tiền Sa Huỳnh ở khu vực Trung Bộ. Và khoảng 1.000 năm trước công nguyên, xuất hiện nền văn hóa Gò Muôn ở khu vực Bắc Bộ và nền văn hóa Đồng Nai ở khu vực Nam Bộ. Ý thứ hai, chúng ta tìm hiểu về sự chuyển biến trong đời sống kinh tế và xã hội. Thứ nhất, đó là sự chuyển biến trong đời sống kinh tế. Việc sử dụng công cụ bằng kim loại giúp người nguyên thủy mở rộng địa bàn cư trú. Một số đã rời khỏi vùng Trung Du, chuyển xuống khu vực đồng bằng ven sông lớn. Họ biết dùng cày gỗ có lắp lưỡi bằng đồng để cày ruộng, trồng lúa, dùng lưỡi hái để gặt. Về đời sống xã hội, cuộc sống của người nguyên thủy thì dần ổn định. Họ định cư lâu dài bên các con sông lớn như sông Hồng, sông Mã, sông Thu Bồn, hình thành các khu vực dân cư đông đúc. Đó chính là cơ sở cho sự xuất hiện các quốc gia cổ đại đầu tiên trên đất nước Việt Nam. Chuyển sang yêu cầu số 2, quan sát hình 4, chúng ta có thể tìm thấy một số
loại công cụ và vũ khí thuộc nền văn hóa gò môn. Công cụ ví dụ như rìu, rìu lưỡi xéo, đục. Về vũ khí có mũi tên, dao, giáo. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau chuyển sang phần luyện tập và vận dụng. Trong bài 6, có 3 bài tập cần chúng ta tìm hiểu. Bài tập số 1, sự xuất hiện của kim loại đã tác động như thế nào đến đời sống con người. Bài tập số 2, lập bảng theo mẫu và điền nội dung phù hợp. Bài tập số 3, hãy tìm hiểu và cho biết nguyên liệu đồng hiện nay còn được sử dụng chế tạo những công cụ vật dụng gì. Tại sao các loại công cụ và vũ khí bằng đồng ngày càng được ít sử dụng trong đời sống? Với bài tập số 1, chúng ta có thể trả lời như sau. Sự chuyển biến trong đời sống vật chất đó là khi công cụ bằng kim loại xuất hiện, con người có thể khai hoang, mở rộng diện tích đất trồng trọt, nông nghiệp dùng cày và chăn nuôi có bước phát triển. Người luyện kim và chế tạo đồ đồng yêu cầu kỹ thuật cao trở thành ngành sản xuất riêng. Quá trình chuyên môn hóa có tác dụng đẩy năng suất lao động, tạo ra ngày càng nhiều các sản phẩm dư thừa. Thứ hai, đó là sự chuyển biến trong đời sống xã hội. Thì trong thị tộc, người đàn ông có vai trò ngày càng lớn và trở thành chủ gia đình, con cái lấy họ cha, xuất hiện các gia đình phụ hệ. Cùng với sự xuất hiện của ngày càng nhiều của cải dư thừa, xã hội dần có sự phân hóa người giàu kẻ nghèo. Xã hội nguyên thủy dần dần tan rã. Với bài tập số 2, cô hướng dẫn các em lập bảng thống kê về các nền văn hóa đồ đồng lớn trong lịch sử dân tộc. Nền văn hóa đầu tiên là nền văn hóa Phùng Nguyên, có niên đại khoảng 2.000 năm trước công nguyên. Công cụ tìm thấy là những mẩu dỉ đồng, mẩu đồng thau, mảnh vòng chì, đoạn dây chì. Nền văn hóa thứ hai là nền văn hóa Đồng Đậu, khoảng 1.500 năm trước công nguyên. Công cụ tìm thấy là đục, dùi, cán dao, lưỡi câu. Nền văn hóa thứ ba là nền văn hóa Gò Mun, có niên đại khoảng 1.000 năm trước công nguyên. Công cụ được tìm thấy là lưỡi câu, dùi, rìu, đặc biệt là rìu lưỡi xéo, đục. Nền văn hóa Tiền Sa Huỳnh có niên đại khoảng 1.500 năm trước công nguyên. Công cụ được tìm thấy đó là đục, lưỡi câu. Và nền văn hóa Đồng Nai khoảng 1.000 năm trước công nguyên. Công cụ được tìm thấy là rìu, lưỡi câu. Sang bài tập số 3, chúng ta thấy một số hiện vật vẫn còn được sử dụng và chế tạo bằng nguyên liệu đồng, ví dụ như dây điện, tay nắm cửa, bức tượng, làm tranh đồng, làm đồ thờ cúng. Nhưng hiện nay, công cụ và vũ khí bằng đồng ngày càng ít được sử dụng trong đời sống vì người ta đã biết đến và tạo ra các kim loại khác có giá thành rẻ, dễ kiếm và cứng hơn đồng như sắt, thép. Như vậy, cô đã hướng dẫn các em trả lời xong tất cả các câu hỏi trong nội dung tìm hiểu bài số 6, sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy. Cảm ơn các em đã theo dõi video. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.